Chào cha và cộng đoàn, xin lễ hôm nay gồm có một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Gioan Bautista, Nguyễn Tuất và Nguyễn Hợi. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Gioan Bautista, Nguyễn Đói ở Việt Nam. Một gia đình xin một lễ cầu cho linh hồn Thomas và Đa Minh. Một gia đình xin một lễ cầu cho hai linh hồn Thomas. Một gia đình xin một lễ cầu cho linh hồn Thomas và Gioan Bautista. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Thomas và Maria. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Đa Minh và Maria. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Giuse và Maria. Một gia đình xin lễ cầu bình an và sức khỏe cho các người cha hai bên nội và ngoại. Và xin lễ tạ ơn và bình an cho gia đình. Một gia đình xin lễ cho bố là linh hồn Phêrô Lương Xuân Cẩm. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Giuse. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Giuse và Maria. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Jacobe Nguyễn Tuyên. Một gia đình Hy Yến Hải xin lễ cầu cho linh hồn Gioan Bautista Nguyễn Văn Phúc. Gia đình Lưu Hy Yến Hải xin lễ tạ ơn Đức Mẹ và bình an. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Văn Sinh Tê Nguyễn Thăng Long. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô. Chào mừng quý vị đến với nhà thờ Đức Mẹ Lourdes Đức. Chúng ta tụ tập tại nơi linh thiêng này để thờ Phượng Chúa. Vì vậy, yêu cầu quý vị hãy tắt máy điện thoại và những thiết bị điện tử khác. Xin bỏ vào thùng rác bên ngoài nhà thờ bất cứ thức ăn nào, kể cả kẹo cao su đang nghe. Lúc này, chúng ta hãy giữ 2 phút thinh lặng, tập trung tâm hồn sẽ sầu cho bí tích thánh thể. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hợp lại với cha. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính chào quý cộng đoàn thân mến. Ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi bàn tiệc thánh này. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho tất cả các người cha trong ngày hôm nay. Chúng ta mừng các người cha đặc biệt luôn luôn có sức khỏe, được hồng ân dồi dào của Thiên Chúa và được con cái, vợ con yêu thương, cũng như tiếp tục là những người lãnh đạo, những người hướng dẫn, là những người chủ chiên trong gia đình của mình với sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Giờ đây xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng trinh, các kim thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa thiên
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta về cõi trường sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con ca lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hàng tròn niềm tôn kính và ai mộ thân dân, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Bài trích sách Gióp. Bây giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: Cửa đại dương, ai ra tay khép lại? Khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tả che thân, đường ranh giới của nó chính ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài. Rồi ta phán: Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa. Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Đó là lời Chúa. Hãy tôn tạo
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người, và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Ngày hôm đó khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ. Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người. Bỗng một cơn bão lớn nổi dậy và những lớp sóng ùa vào thuyền khiến cho thuyền đầy nước. Và người thì ở đài lái, dựa đầu trên gối nằm ngủ. Các ông khách đánh thức người và nói: Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Thức dậy, người đe gió và phán với biển rằng: Hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Bây giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người. Đó là lời Chúa. Nguyện xin lời Chúa thánh hóa mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay. Tôi thà chết còn hơn sống. Câu nói này chúng ta thường nghe nói từ những người đang gặp đau khổ trong đời sống của họ, đời sống đức tin, đời sống gia đình, hoặc đời ngay cả về thể xác khi mà phải chịu đựng những cơn đau của thể xác như là ung thư. Con thà chết còn hơn sống. Các tông đồ ngày hôm nay trong bài phúc âm chúng ta thấy các ông cảm thấy sợ hãi. Tại sao chúng ta cảm thấy sợ hãi trong những đau khổ của chúng ta? Phải chăng vì chúng ta thiếu niềm tin vào Thiên Chúa? Chúng ta tất cả mọi sự, mọi việc trong đời sống chúng ta chú tâm vào cái quyền lực của chúng ta. Chúng ta có khả năng điều khiển mọi sự việc trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta càng cảm nghiệm, càng nghĩ rằng chúng ta có khả năng control mọi sự trong đời sống của chúng ta, điều khiển trong những việc trong đời sống của chúng ta, thì nhiều lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi hơn, chúng ta bị stress nhiều hơn, chúng ta nhiều khi cũng thất vọng nhiều hơn vì mọi sự không xảy ra như chúng ta muốn. Nhưng khi chúng ta phó thác vào Thiên Chúa thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngay bài phúc âm ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đã an ủi các ông. Khi các tông đồ đến với Chúa Giêsu, các ông có cầu xin không? Thưa không. Chúng ta đọc kỹ bài phúc âm ngày hôm nay, các tông đồ đến với Chúa Giêsu kêu Chúa Giêsu dạy, không phải là cầu xin nhưng mà trách móc: Thầy không thấy chúng con sắp chết sao mà Thầy còn nằm ngủ? Tại sao Thầy không làm cái điều gì đi? Trong đời sống mỗi người chúng ta cũng vậy. Trong đau khổ, trong đời sống gia đình, khi chúng ta mất công ăn việc làm, khi chúng ta bị ung thư, có lẽ chúng ta nhìn lên thánh giá và chúng ta nói: Thật sự Chúa có ở đây hay không? Tại sao con phải chịu nhiều đau khổ như thế này? Chúng ta trách móc Thiên Chúa. Chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không nghe chúng ta, hoặc chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa làm lơ chúng ta. Bài phúc âm ngày hôm nay cho chúng ta một niềm an ủi: Chúa Giêsu luôn luôn ở bên chúng ta. Ngài cầu mong chúng ta hãy tin tưởng nơi Ngài, phó thác nơi Ngài. Ngài trách móc các môn đệ: Các con không có đức tin ư? Trước khi mà bão tố đã đến thì Chúa Giêsu đã giảng dạy đám đông. Chúng ta đọc bài phúc âm, rất là nhiều người đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu làm rất là nhiều phép lạ, nhưng các tông đồ không nhận ra điều đó. Các ông vẫn sợ hãi khi các ông ở giữa bão tố. Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để chúng ta nhắc nhở đến tất cả những biến cố trong đời sống của chúng ta.
chúng ta có cảm ơn Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa trong tất cả những hồng ân của chúng ta hay không? Được ngồi trong thánh đường này hơi nóng một xíu, nhưng đỡ hơn ngồi ngoài kia trong suốt năm vừa qua. Chúng ta có cảm tạ Thiên Chúa không? Rồi tất cả những gì trong đời sống gia đình của chúng ta, có những người cha còn đang sống ngày hôm nay, mỗi buổi sáng chúng ta tỉnh dậy, chúng ta có cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta có một người chồng kế bên chúng ta, để khi mà cái đèn nó tắt đi, còn có người có thể gắn cái đèn đó cho chúng ta. Chúng ta có cảm tạ Thiên Chúa mỗi buổi sáng khi chúng ta nhìn thấy cha, thấy mẹ, thấy cha vẫn được đi làm và dâng một lời lạy cha Thiên Chúa: con cảm tạ Ngài đã cho ba của con có công ăn việc làm, xin cho ba của con, xin cho mẹ của con được bình an ngày hôm nay. Chúng ta có làm những điều đó hay không? Nhưng khi bất cứ điều gì bão tố đến trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta trách móc Thiên Chúa. Có một câu chuyện chúng ta nghe cách đây vài năm, ở bên South Carolina, có một người có một cái nhóm học Kinh Thánh ở trong một cái nhà thờ Tin Lành. Họ mời một cái anh thanh niên vô để cùng học Kinh Thánh với họ. Thì không ngờ cái anh đó, ảnh mang súng theo và ảnh bắn chết 9 người trong cái lớp học phúc âm đó. Nhưng cái buổi tối hoặc là cái ngày và cái ngày hôm sau, nhiều phóng viên đến để phỏng vấn những gia đình và những người trong cái làng đó. Thì họ nghe những gia đình nói rằng: tôi tha thứ cho anh ta, vì chúng tôi tin tưởng Thiên Chúa tha thứ cho chúng tôi, Chúa Giê-xu tha thứ cho chúng tôi. Và họ có cái lòng bác ái tha thứ cho cái người mà giết gia đình của họ, và cầu nguyện cho anh ta sớm thay đổi, biến đổi con người của mình thành một người tốt hơn. Tại sao họ có những niềm yêu thương đó? Phải chăng họ có mối quan hệ rất đặc biệt với Thiên Chúa của mình? Nên khi ngay cả giữa giông tố, họ không sợ hãi, họ không trách móc, nhưng họ đáp trả bằng yêu thương, bằng bác ái, bằng sự thông cảm, bằng sự tha thứ. Nguyện xin cho mỗi người chúng ta cũng như thế. Tất cả chúng ta sẽ gặp những giông tố trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống xã hội, nhưng chúng ta không đến để trách móc Thiên Chúa. Chúng ta đến để cầu xin Ngài, phó thác cho với Ngài, và xin Ngài cho chúng ta cái nghị lực nhìn lại tất cả những hồng ân mà chúng ta cảm nghiệm được. Qua những cái hồng ân đó, chúng ta có nghị lực để đương đầu với những bão tố trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa Giê-xu trong những gặp cơn gió bão, trong những dòng nước dâng cao, khi không có ánh sáng nên chúng ta có vẻ như bị mất phương hướng, chúng ta rất sợ hãi, chúng ta rất cô đơn, chúng ta rất đau khổ, chúng ta rất buồn sầu. Nhưng xin Chúa cho chúng ta tiếp tục nhận ra sự hiện diện của Ngài trong những ân huệ, trong những điều kỳ diệu nhỏ nhoi mà Ngài làm trong đời sống của chúng ta. Qua đó, chúng ta nhận thức được Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa là Thiên Chúa luôn thông cảm, Thiên Chúa luôn luôn mở rộng cánh tay để nâng đỡ chúng ta. Xin cho chúng ta có lòng kiên nhẫn để trong những lúc cô đơn, những lúc sợ hãi đó, chúng ta nghe được lời Chúa Giê-xu nói với mỗi người chúng ta: Thầy đây, đừng sợ hãi, Thầy sẽ ở cùng với con mọi ngày cho đến tận thế. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, tôi Cha nhân từ Thank you.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chết và sống lại vì chúng ta, để con người chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Ý thức những hồng ân cao quý này, giờ đây chúng ta dâng lời nguyện lên Thiên Chúa cao cả. Xin cho mọi thành phần dân thánh được ơn hoán cải và canh tân đời sống, xứng danh là Kitô hữu. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Xin cho các dân tộc trong thế giới hôm nay được luôn khát khao chân lý và thành tâm sống theo lương tâm ngay thẳng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những ai gặp thử thách về niềm tin được ơn nâng đỡ, biết trung tín cậy dựa vào Chúa là Cha quan phòng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Xin cho mỗi người hiện diện nơi đây trở nên những con người mới và nhiệt thành làm chứng tá cho Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn lành và những ơn cần thiết trên những người cha, đặc biệt trong ngày hiện phụ này. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Cha là Cha nhân ái, hằng thấu suốt mọi sự, xin nhận lời chúng con cầu xin và ban phát các ân lành cho thỏa lòng chúng con mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đây là vợ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để ta tôi và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Sau khi sống lại, Người đã hiện ra tỏ tường với tất cả các môn đệ, đã được đem lên trời trước mặt các ông để chúng con được thông phần thần tin của Người. Với niềm hân hoan chưa chan này, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng vậy các dũng thần và quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Tôi ngợi ngợi Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là đơn thân, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Alberto, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng như đến tôi tớ Chúa là Andre, Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại với người. Xin Chúa cũng như đến tất cả anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được hòa hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, toàn thể các thánh đã đông sông đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa thánh thần, mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, để muôn thổ muôn đời. Vâng, lạy Chúa Cứu Thế, và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cam dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con.
Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa lưu vào nhà con, nhưng xin Chúa đã mở lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
ta cảm ơn cả đoàn đã thay mặt cho cộng đoàn dâng bài hát để kính chúc cũng như tạ ơn tất cả các người cha trong ngày hôm nay. Thì chúng ta giờ đây chúng ta cùng đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con được rước mình và mau con Chúa đã đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cư hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin chúng ta an tọa. Có một vụ có một vài thông báo. Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Thông báo ngày 20 tháng 6 2021. Nhà trường Đức Mẹ Lầu Đức sẽ có lớp mầm non bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 từ 7 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều cho các em từ 3 đến 4 tuổi. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi cho nhà trường ở số 909-621-4418. Nếu quý vị nào muốn mua sách lễ thì xin liên lạc với văn phòng giáo xứ với donation là 5 đồng. Tuần tới, chúng ta sẽ có quyên góp tiền lần thứ hai cho các cha đã về hưu trong địa phận. Sau đây là những thay đổi mới trong giáo xứ của chúng ta theo hướng dẫn của địa phận và của tiểu bang California. Mục thứ nhất, giáo xứ chúng ta sẽ trở lại 100% capacity và không cần phải giữ khoảng cách nữa. Quý vị sẽ không cần mang khẩu trang nếu đã chích ngừa rồi hay vì những lý do riêng. Quý vị nào ốm thì chúng ta vẫn có thể ở nhà. Chắc Lê Rình và văn phòng giáo xứ, ban mục vụ giáo xứ và ban tài chính giáo xứ muốn chúc mừng các em nào đã được nhận bí tích thêm sức vào trong tháng này. Xin quý vị lên trang mạng www.ollmontclair.org hay qua Facebook để biết thêm những chi tiết về hoạt động của giáo xứ mình. Nhân ngày Hiền Mẫu, chúng con xin kính chúc cha được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và những người cha thật là vui bên gia đình và những người thân trong cuối tuần này. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Giờ đây con xin mời các người cha cùng đứng lên để con ban phép lành. Tất cả các người cha trong ngày hôm nay cùng đứng lên để nhận phép lành. Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu, chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa đã ban cho nhân loại những người cha trong cuộc sống. Những người cha đã chia sẻ mọi âu lo khắc khoải của đời sống gia đình và đã trải qua niềm vui và đau khổ để nuôi dưỡng con cái. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con khiêm tốn khẩn cầu, xin Ngài đoái thương đến những người cha này, luôn được Chúa bảo vệ và gìn giữ, được sức khỏe, thể xác và bình an trong tâm hồn, ngõ hầu họ xứng đáng trở thành đến những chứng nhân tình yêu của Chúa giữa trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta chúc mừng tất cả các thầy cha. Xin chúng ta ngồi. Và hôm nay có Đức Cha có gửi tới những cái bản certificate, gọi là cái bằng cho những có 4 người trong cộng đoàn của chúng ta đã học xong cái lớp là căn bản thần học của địa phận và tới mấy tháng. Thì cảm ơn tất cả các anh chị đã rất là hăng say tham gia cái khóa này. Đức cha rất là vui cộng đoàn Việt Nam mình có cái chương trình này. Xin anh Eric Phan, anh Vũ Khôi Phan, chị Nga và chị Huyền, Holy Huyền, chị Huyền không có đây. Chúc mừng anh. Đây là cái bằng này để sau này làm thầy sáu, còn này làm sơ sáu. Xin chúng ta chúc mừng các anh chị. Còn một lần nữa xin nhắc là chúng ta đã quay về cái cuộc sống bình thường. Nên ai mà nghe cái video này mà là trong cộng đoàn của chúng ta thì chúng ta nên, nếu chúng ta không có bệnh thì chúng ta phải đi lễ ngày Chủ nhật. Nó không còn là cái option nữa.
nên chúng ta nếu không đi lễ thì chúng ta Việt Nam chúng ta trong Công giáo gọi là bị tội chồng, không được rước lễ. Nên nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta đi lễ được thì chúng ta nên đi lễ, chúng ta đi shopping được thì chúng ta phải đi lễ, chúng ta đi Costco được là chúng ta phải đi lễ, nên nó không còn là cái option. Nên còn cái đeo mask thì chúng ta không cần, nhưng mà nếu mà ông bà anh chị em cảm thấy muốn xếp cho mình vẫn không sao ha, cái đó là cái optional, nên chúng ta để ý cái chuyện đó. Xin cảm ơn tất cả các ông bà anh chị em, cảm ơn ca đoàn đã hát ngày hôm nay, cảm ơn tất cả các em thiếu nhi cũng như tất cả các anh chị giúp phục vụ ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chúc lành trong bà và anh chị em. Lễ xong chúc ông bà và anh chị em ra về bình an.